Rồi, xin chào các bác nhé. Chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em có một con nói chung là thuộc dạng cũng khá là khủng long của dòng quạt hút Mitsubishi. Thì trước mắt các bác đây là một con Mitsu màu trắng nguyên bản nhá, cũng còn khá là đẹp các bác nhá. Đấy, đẹp lắm. Rồi, con này nguyên một quả chà bá lửa luôn. Em sẽ đo kích thước các bác luôn. Rồi, con này tất cả nhôm đúc hết nhá. Đây, nhôm đúc hết. Con này nó 20 và chiều dài của nó là 17 18. Đấy. Xương của nó dày lắm, xương con này dày một phân luôn. Cánh của nó là cánh 50 bác nhá. Đây là ngoại thất và nội thất. Ngoại thất thôi, nội thất chẳng ngày. Thì cái dòng motor của Nhật thì tất cả motor của nó đều được bảo vệ rất cẩn thận. Nó sẽ thường thường motor ở Nhật, kể cả những dòng cổ nó cũng có bảo vệ, kể cả những con máy bơm hơi rách nát đời cổ của nó vẫn có bảo vệ motor nhá, chống cháy khi mà nó quá tải hoặc nó nóng là nó đứt cầu chì, mình thay cầu chì, bảo vệ motor đến mức tối đa luôn. Đấy, nên là rất khó cháy motor ở Nhật, bởi vậy nên là cực kỳ khó, trừ khi mình can thiệp vào rồi đấy thì nó mới có thể khả năng cháy, còn motor ở Nhật rất khó cháy nhá, đặc biệt nó là như vậy, bảo vệ rất là nhiều cấp khác nhau đấy. Nên là nhiều bác có thể so sánh hàng Nhật và hàng sản xuất, nói chung là hàng chợ đấy, motor mới bây giờ có những cái cả hãng thì nó mắc tiền lắm, rất là mắc, còn những cái hàng trôi nổi thì giá nó sẽ rẻ hơn, tại vì nó sẽ bỏ qua rất nhiều công đoạn thì người ta chỉ đấu chạy thôi, hoặc là qua tụ là hết cỡ thôi đấy. Chung là bảo vệ nó sẽ rất là ít. Hôm nay nhiệt độ bây giờ đang trong ngày cũng đang khá nóng. Đấy. Thì bốn con kia thỉnh thoảng em vẫn bật lên làm quạt. Đấy. Chạy thì thôi rồi luôn. Con này thì to lắm. Con này nặng không biết bao nhiêu ký. Con này khủng long. Con này để cho các bác biết thông số của con này, nó lượng gió nó hút bao nhiêu nhá. Đó. Mitsubishi đường kính 50. Đấy. 6.900 đến 8.220 mét khối trên 1 giờ thì tương đương với thông số như này. Đấy. 3 pha 200 và 220V nhá. Sẽ bây giờ là nó sẽ có là 300 đến 320W. Đấy, là dòng điện 50 Hz và 475W, là tô nó sẽ lên mạnh hơn tại vì công suất lớn hơn. Là 475W nhá. Khi nào sử dụng dòng điện 60 Hz thì khi sử dụng qua biến tần thì nó sẽ cho mình hai lựa chọn vào chơi 50 và chơi 60 Hz. Đấy. Khi các bác muốn tăng tốc cho lên 60 Hz thì nó motor nó sẽ chạy, nói chung là làm việc nó sẽ mạnh hơn so với bình thường. Đấy. Nó thông số của con này nó là một đấy, bao nhiêu? 6.900 đến 8.200 là chênh nhau 6.900 với 8.280. Đấy là nó chênh nhau khoảng 1.300 hết khối khí trên 1 giờ, công suất tăng lên thêm 100W nữa, cực kỳ là khủng luôn dòng quạt của nó. Thôi. Thì con này biến tần này thì thực sự là nó hơi đuối một chút so với cái con này. Đấy. Nên là em trước khi để cho nó chạy thì em cho nó mình lấy tay cho nó chạy nhẹ nhẹ một chút. Đấy, để nó chạy. Rồi em sẽ khởi động cho nó chạy nhé. Em phải giữ. Lỗi là do mình các bạn, tại vì em quay ngược chiều của nó, ngược chiều motor chạy. Đây các bác này, chiều motor chạy đúng này, thấy không? Mũi tên nó sẽ chạy về đằng này, chạy theo chiều kim đồng hồ nhá. Đấy, giờ nó sẽ chạy đúng vòng của nó này. Đó, gió bắt đầu về đằng sau rồi.
Khi chạy đúng chiều các bác sẽ không còn nghe tiếng tiếng quạt vừa rồi chạy nữa. Đấy, thấy chưa? Tốc độ đã tăng lên 50 hertz. Khi chạy đúng thì nó sẽ không còn tiếng kêu nữa. Tại ban nãy em quay ngược trở lại chiều quạt của nó. Nó sẽ quay theo chiều này nhá. Đấy, theo đường hiu hiu kim đồng hồ. Đấy. Và đặt theo hướng như thế này nhá. Chứ mình nhặt mình nhìn về hướng đằng trước thì nó không đúng nhá. Ý là mình phải nhìn theo cái tem dán này của nó. Đấy, và theo cái hướng quạt quay, cánh quay sẽ là đúng. Chứ còn bác đứng đằng trước cái cánh quạt kia nhìn vào thì không đúng nhá, phải nhìn sau motor. Tại vì của nó là sẽ hút về đằng sau. Đấy. Các bác muốn hút chiều nào thì bác sẽ quay ngược quạt rồi nào. Như mặt trước của nó là nó đúng hút ở mặt trước á, nó hút từ đằng mặt phẳng trước em vào ra sau đít này. Đấy, là đúng của nó. Còn các bác muốn hút theo kiểu kia thì bác lại quay cái mặt trước của nó quay trở lại thôi, giữ trong và ngoài thôi. Chẳng hạn như thế kia kìa. Đấy, bác muốn hút nó từ ngoài vào trong. Em đang hồ sơ nó hút từ ngoài vào trong để nó đẩy vào đó, để gió thổi á, thông thoáng. Còn hút từ trong hút ra thì các bác quay đít nó trở lại, vậy thôi, đơn giản. Đây. Đó, chạy rồi. Nói chung là em để dưới tầm thấp này nên các bác không thể thấy được đâu. Bác nhìn thấy con bọc quấn chưa? Bác nhìn thấy không? Con bọc quấn rung chuyển nhá. Đấy, đấy, thấy chưa? Gió cực kỳ là mạnh. Bác muốn gió mà đẩy được cái con bọc quấn đó thì không phải đơn giản đâu nhá. Lực gió phải rất là lớn thì mới đẩy được. Bọc quấn nó cách cái quạt này tầm khoảng 1,5 mét. Đấy. Đây. Quay bọc quấn nó lúc này này. Mà con bọc quấn nó còn như vậy thôi nhưng mà cái lõi của nó nặng cũng khoảng cả con bọc quấn này thì cũng khoảng 5-600 gram rồi, không dễ gì mà thổi được nó đâu nhá, đừng có đùa quá cả. Nhìn nó vậy thôi, tại vì nó có chân rất là rộng này, đường kính khoảng 10-12 cm đấy, không phải là thích là đẩy nó chuyển động ở đâu. Đấy, quạt thì chạy rất êm nhá, tiếng ồn của cái con này thì thường thường loại cánh 35 à cánh 45 thì là 51 decibel, thì con này cánh 50 thì cho lên một chút đi, cho lên 60 đi. Đấy, lực gió nó hút như vậy mà tiếng ồn như vậy là thực dạng là quá tốt rồi các bác ạ. Không có quạt nào mà quạt nó đâu, riêng mà quạt thị trường Việt Nam nhé, không qua tiếng kêu của nó được nhá, độ ồn của nó đâu. Đấy, con này hút thì lực hút của nó là cực kỳ khủng khiếp luôn, 6.950 hertz và 8.200 thì với dòng điện 60 hertz. Đấy, cực kỳ mạnh luôn. Motor này chạy thiên thu luôn bác. Motor quá to, công suất rất là nhỏ. Dòng điện 3 pha nó tinh giảm rất là ấy. Bên trong nhìn dây đồng kinh lắm các bác, công suất có hơn 300W này. Vậy vậy dòng 3 pha bao giờ nó cũng ưu thế hơn dòng 1 pha rất là nhiều. Nên là bởi vậy nhặt những cái motor rất là nhỏ đã chạy điện nào mà thôi em tắt đây để em nói chuyện các bác có dễ. Đây biến tần con này nhá. Đấy, biến tần này độ trễ 15 giây, khởi động mềm. Đấy, khi nó tắt là đúng 15 giây là nó sẽ ngắt động cơ hoàn toàn. Đấy, và đấy. Và khi khởi động nó cũng sẽ 15 giây. Đấy. Theo hướng chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía sau đít này nhá. Tại vì nó tem nó dán ở đằng sau thì nó đương nhiên nó sẽ ở đằng sau theo chiều mũi tên đằng sau. Chứ các bác chẳng hạn như là đứng trước mặt như thế này. Đấy, quay trở lại thì nó sẽ không đúng nhá, nó sẽ là ngược trở lại. Đấy. Còn nếu mà đứng sau thì nó mới sẽ đúng chiều của nó. Lưu ý vấn đề đó. Đây, con này là con biến tần A200. Con này nó nặng lắm. Nó dòng tải nặng nhưng mà vẫn chưa tải nổi con này chạy. Con này khá là nặng. Con này nặng mấy ký rồi. Sau tản nhiệt rồi. Chào bá lửa luôn. Rời cổ. Thế mà con A700 không kéo lùi con này chạy đâu. Đã, cùng công suất mà không kéo lùi con này luôn. Báo lỗi ngay. Còn con này là nó vẫn tải được. Ý là nó tải lên chút. Nếu nó tải vẫn mạnh hơn. Đấy. Con kia mồi cũng không chạy được luôn. Con này chỉ nói chung là cánh quay nhẹ phát nó chạy. Tại vì là con này tải nhẹ nó vẫn chưa đủ chơi được con này. Đấy. Rồi, bác nào có nhu cầu mua con quạt này thì alo chị ạ. Quạt khủng long bạo chúa luôn. Đấy. Thì chung là bây giờ em đang thực sự đang review cho một bác đã đặt con quạt này rồi. Mới hôm nay vẫn chưa có
lên video thì hôm nay lên video cho bác rồi nhé, có gì bác alo cho em.